liệu bạn có bị hối hận cả đời nếu chẳng may lỡ làm điều này hay không? Một bác sĩ Việt Nam đã tiết lộ một phương pháp chỉ trong một phút thôi, biết ngay cơ thể mình có đang cân bằng, ổn định, khỏe hay là yếu. Và những ai có cái dấu hiệu này thì phải đi khám ngay lập tức nhá. Bọng mắt của mình không bị sưng thì chứng tỏ cái chức năng thận đào thải của mình quá khỏe mạnh. Mắt của mình không bị vàng, không bị đỏ, không có quầng thâm thì chứng tỏ cái chức năng gan của mình, tổ chức chức năng gan của mình vẫn rất khỏe mạnh. Cái sắc môi của mình hồng hào, không bị thâm, không bị nhợt nhạt, không bị bong chóc thì tỳ vị của mình quá tuyệt vời. Cái lưỡi của mình đỏ tươi, ít rêu, lưỡi không bị nhợt nhạt thì chứng tỏ cái tim của mình rất là tốt, không gặp vấn đề gì cả. Mũi thì sẽ liên quan đến phổi, đường hô hấp, không có đờm thì chứng tỏ phổi của mình quá tuyệt vời. Nói đến cái miệng thì nếu mà có vị chua, đắng, chứng tỏ dạ dày đang bị trào ngược axit, đang bị giữ axit trong dạ dày. Đặc biệt nha các bạn nha, nếu như 30 phút trong vòng đó sau khi ngủ dậy bạn đi được đại tiện ngay, phân không bị sống, không bị lỏng, không bị nát, không bị táo bón thì đại tràng của bạn xin chúc mừng, quá tuyệt vời.